Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cách chọn ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là xây dựng nhà cửa. Thì ở những video trước, tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn chọn các ngày tốt và những tiêu chí chọn ngày rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến lượt là chọn cái ngày mà ngày xây dựng nhà cửa để cho được cát lành và may mắn. Thì để chọn được một cái ngày tốt lành để chúng ta tiến hành công việc xây dựng nhà cửa ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào 31 tiêu chí này. 31 tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Và tất cả các tiêu chí này đều có trong quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ với số hotline 0989 349119. Đấy, tham khảo thêm quyển sách này để biết thêm được những ngày tốt để chúng ta sử dụng cho được may mắn và hành thông. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc xây dựng nhà cửa. Thì đầu tiên bao giờ cũng vậy, để việc lựa chọn ra được một ngày tốt thì chúng ta sẽ đều phải có hai phần. Thứ nhất là chúng ta loại bỏ các hung tinh và thứ hai là chúng ta chiêu mượn những cái cát tinh đó, để chúng ta chọn ngày tốt. Thì những hung tinh cần loại bỏ trong cái việc xây nhà thì nó bao gồm những hung tinh sau. Đầu tiên nó là những ngày sát chủ. Những ngày sát chủ thì bao gồm những ngày sau này. Trong tháng Giêng thì nó sẽ là ngày Tỵ và ngày Tý. Tháng 2 nó là ngày Tý và ngày Sửu. Tháng 3 là ngày Mùi và ngày Sửu. Tháng 4 là ngày Mão và ngày Tuất. Tháng 5 là ngày Thân và ngày Thìn. Tháng 6 là ngày Tuất và ngày Thìn. Tháng 7 là ngày Hợi và ngày Sửu. Tháng 8 là ngày Sửu và ngày Thìn. Tháng 9 là ngày Ngọ và ngày Sửu. Tháng 10 là ngày Dậu và ngày Thìn. Tháng 11 là ngày Dần và ngày Mùi. Tháng 12 thì nó sẽ là ngày Thìn. Đó là những ngày sát chủ. Tiếp theo là ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa nó tính như sau này. Mùa xuân thì chúng ta kỵ ngày Thân, tức là tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 chúng ta kỵ ngày Thân. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 mùa Hạ chúng ta kỵ ngày Ngọ. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 mùa Thu chúng ta kỵ ngày Mùi. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 là mùa Đông chúng ta kỵ ngày Mão. Ngày xấu thứ ba chúng ta phải loại bỏ, đó là ngày Thiết Địa Chuyển Sát. Ngày Thiết Địa Chuyển Sát thì cũng tính theo mùa. Mùa xuân bao gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì chúng ta kỵ ngày Tân Mão và ngày Ất Mão. Mùa Hạ tháng 4, 5, 6 chúng ta kỵ ngày Bính Ngọ, Mậu Ngọ. Mùa Thu tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì chúng ta kỵ ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu. Và mùa Đông tháng 10, 11, 12 chúng ta kỵ ngày Nhâm Tý và ngày Bính Tý. Ngày xấu thứ tư chúng ta lại bỏ, đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử thì được tính như sau. Tháng Giêng nó là những ngày Tuất. Tháng 2 là những ngày Thìn. Tháng 3 là những ngày Hợi. Tháng 4 là ngày Tỵ. Tháng 5 là ngày Tý. Tháng 6 là ngày Ngọ. Tháng 7 là ngày Sửu. Tháng 8 là ngày Mùi. Tháng 9 là ngày Dần. Tháng 10 là ngày Thân. Tháng 11 là ngày Mão. Và tháng 12 là ngày Dậu. Tiếp theo ngày xấu thứ 5 chúng ta còn lại bỏ, đó là ngày Dương Công Kỵ. Ngày Dương Công Kỵ thì được tính như sau này. Tháng Giêng là ngày 13. Tháng 2 nó là ngày 11. Tháng 3 là ngày mùng 9. Tháng 4 là ngày mùng 7. Tháng 5 là ngày mùng 5. Tháng 6 là ngày mùng 3. Tháng 7 là ngày mùng 2 và ngày 29. Tháng 8 nó là ngày 27. Tháng 9 là ngày 25. Tháng 10 là ngày 23. Tháng 11 là ngày 21 và tháng 12 nó là ngày 19. Đó. Tiếp theo ngày xấu thứ 6 chúng ta cần loại bỏ, đó là ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương bao gồm ngày sau này, tất cả các tháng thì đều chúng ta đều kỵ các ngày những ngày sau này. Ngày mùng 3, ngày mùng 7, ngày 13, ngày 18, ngày 22 và ngày 27. Thì đây là 6 ngày Tam Lương chúng ta cần loại bỏ. Tiếp theo ngày xấu thứ 7 chúng ta loại bỏ, đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ bao gồm các ngày là mùng 5, 14, 23 thì vào tháng nào gặp những ngày này chúng ta cũng không nên dùng. Đó. Ngày xấu thứ 8 là chúng ta cần loại bỏ những ngày Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến thì chúng ta tính như sau này. Tháng Giêng là ngày Dần, tháng 2 là ngày Mão, tháng 3 là ngày Thìn, tháng 4 là ngày Tỵ, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Mùi, tháng 7 là ngày Thân, tháng 8 là ngày Dậu, tháng 9 là ngày Tuất, tháng 10 là ngày Hợi, tháng 11 là ngày Tý và tháng 12 nó là ngày Sửu. Tiếp đến ngày xấu thứ 9 ta cần loại bỏ, đó là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá thì tháng Giêng nó là ngày Thân, tháng 2 là ngày Dậu, tháng 3 là ngày Tuất, tháng 4 là ngày Hợi, tháng 5 là ngày Tý, tháng 6 là ngày Sửu, tháng 7 là ngày Dần, tháng 8 là ngày Mão, tháng 9 là ngày Thìn, tháng 10 là ngày Tỵ, tháng 11 là ngày Ngọ và tháng 12 đó là ngày Mùi. Đó. Tiếp đến ngày số thứ 10 chúng ta lại bỏ, đó là ngày Thổ Phủ. Ngày Thổ Phủ thì tháng Giêng là ngày Dần, tháng 2 là ngày Mão, tháng 3 là ngày Thìn, tháng 4 là ngày Tỵ, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Mùi, tháng 7 là ngày Thân, tháng 8 là ngày Dậu, tháng 9 là ngày Tuất, tháng 10 là ngày Hợi, tháng 11 là ngày Tý và tháng 12 đó là ngày Sửu. Nó trùng với ngày Nguyệt Kiến nhé. Tiếp đến là ngày Trực Bình. Ngày Trực Bình thì tháng Giêng là ngày Tỵ, tháng 2 là ngày Ngọ, tháng 3 là ngày Mùi, tháng 4 là ngày Thân, tháng 5 là ngày Dậu, tháng 6 là ngày Tuất, tháng 7 là ngày Hợi, tháng 8 là ngày Tý, tháng 9 là ngày Sửu, tháng 10 là ngày Dần, tháng 11 là ngày Mão, tháng 12 là ngày Thìn. Ngày tiếp theo chúng ta lại bỏ, đó là ngày Trực Thu. Ngày Trực Thu thì tháng Giêng là ngày Hợi, tháng 2 là ngày Tý, tháng 3 là ngày Sửu, tháng 4 là ngày Dần, tháng 5 là ngày Mão, tháng 6 là ngày Thìn, tháng 7 là ngày Tỵ, tháng 8 là ngày Ngọ, tháng 9 là ngày Mùi, tháng 10 là ngày Thân, 11 là ngày Dậu và 12 là ngày Tuất. Đó. Tiếp đến là ngày Trực Bế. Ngày Trực Bế thì tháng Giêng là ngày Sửu, tháng 2 là ngày Dần, tháng 3 là ngày Mão, tháng 4 là ngày Thìn, tháng 5 là ngày Tỵ,
tháng 6 là ngày Ngọ, tháng 7 là ngày Mùi, tháng 8 là ngày Thân, tháng 9 là ngày Dậu, tháng 10 là ngày Tuất, tháng 11 là ngày Hợi và tháng 12 là ngày Tý. Tiếp theo chúng ta lại bỏ những ngày tam sát. Tam sát bao gồm là Kiết sát, Tai sát và Nguyệt sát. Cái ngày tam sát ta sẽ tính như sau này. Tháng Giêng chúng ta kỵ 3 ngày là Hợi, Tý, Sửu. Tháng 2 kỵ ngày Thân, Dậu, Tuất. Tháng 3 kỵ ngày Tị, Ngọ, Mùi. Tháng 4 thì kỵ ngày Dần, Mão, Thìn. Tháng 5 kỵ ngày Hợi, Tý, Sửu. Tháng 6 kỵ ngày Thân, Dậu, Tuất. Tháng 7 kỵ ngày Tị, Ngọ, Mùi. Tháng 8 kỵ ngày Dần, Mão, Thìn. Tháng 9 kỵ ngày Hợi, Tý, Sửu. Tháng 10 kỵ ngày Thân, Dậu, Tuất. Tháng 11 kỵ ngày Tị, Ngọ, Mùi. Tháng 12 kỵ ngày Dần, Mão, Thìn. Đó, đó là những ngày tam sát chúng ta sẽ không dùng. Tiếp theo ngày số thứ 18 ta lại bỏ, đó là ngày Nguyệt Yếm. Ngày Nguyệt Yếm bao gồm ngày sau này. Tháng Giêng thì nó là ngày Tuất, tháng 2 là ngày Dậu, tháng 3 là ngày Thân, tháng 4 là ngày Mùi, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Tị, tháng 7 là ngày Thìn, tháng 8 là ngày Mão, tháng 9 là ngày Dần, tháng 10 là ngày Sửu, tháng 11 là ngày Tý và tháng 12 là ngày Hợi. Ngày số thứ 19 chúng ta cần phải loại bỏ, đó là ngày Thiên Sứ. Ngày Thiên Sứ tính như sau này. Tháng Giêng là ngày Mão, tháng 2 là ngày Tý, tháng 3 là ngày Dậu, tháng 4 là ngày Ngọ, tháng 5 là ngày Mão, tháng 6 là ngày Tý, tháng 7 là ngày Dậu, tháng 8 là ngày Ngọ, tháng 9 là ngày Mão, tháng 10 là ngày Tý, tháng 11 là ngày Dậu và tháng 12 là ngày Ngọ. Nó gồm các ngày là Tý, Mão, Mão Tý Dậu Ngọ. Ngày số thứ 20 là ngày Đại Thời. Ngày Đại Thời thì tháng Giêng là ngày Sửu, tháng 2 là ngày Tuất, tháng 3 là ngày Mùi, tháng 4 là ngày Thìn, tháng 5 là ngày Sửu, tháng 6 là ngày Tuất, tháng 7 là ngày Mùi, tháng 8 là ngày Thìn, tháng 9 là ngày Sửu, tháng 10 là ngày Tuất, tháng 11 là ngày Mùi và tháng 12 là ngày Thìn. Đó. Tiếp đến là ngày số thứ 21, đó là ngày Tứ Phế. Ngày Tứ Phế tháng Giêng là ngày Ất Hợi, tháng 2 là ngày Giáp Tuất, tháng 3 là ngày Ất Dậu, tháng 4 là ngày Bính Thân, tháng 5 là ngày Đinh Mùi, tháng 6 là ngày Mậu Ngọ, tháng 7 là ngày Kỷ Tỵ, tháng 8 là ngày Canh Thìn, tháng 9 là ngày Tân Mão, tháng 10 là ngày Nhâm Dần, tháng 11 là ngày Quý Sửu và tháng 12 là ngày Giáp Tý. Đó. Tiếp theo, ngày số thứ 22 chúng ta lại bỏ, đó là ngày Ngũ Mộ. Ngày Ngũ Mộ thì tháng Giêng nó là ngày Ất Mùi, tháng 2 là ngày Ất Mùi, tháng 3 là ngày Mậu Thìn, tháng 4 là ngày Bính Tuất, tháng 5 là ngày Bính Tuất, tháng 6 là ngày Mậu Thân, tháng 7 là ngày Tân Sửu, tháng 8 là ngày Tân Sửu, tháng 9 là ngày Mậu Thìn, tháng 10 là ngày Nhâm Thìn, tháng 11 là ngày Nhâm Thìn và tháng 12 là ngày Mậu Thìn. Đó. Ngày số thứ 23 đó là ngày Thủ Phù. Ngày Thủ Phù thì được tính như sau này. Tháng Giêng là ngày Sửu, tháng 2 là ngày Tị, tháng 3 là ngày Dậu, tháng 4 là ngày Dần, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Tuất, tháng 7 là ngày Mão, tháng 8 là ngày Mùi, tháng 9 là ngày Hợi, tháng 10 là ngày Thìn, tháng 11 là ngày Thân và tháng 12 là ngày Tý. Đó. Ngày số thứ 21 chúng ta cần lại bỏ, đó là ngày Địa Nang. Ngày Địa Nang bao gồm ngày sau này. Tháng Giêng nó gồm ngày Canh Tý và ngày Canh Ngọ. Tháng 2 gồm ngày Quý Mùi và ngày Quý Sửu. Tháng 3 sẽ gồm ngày Giáp Tý và ngày Giáp Dần. Tháng 4 gồm ngày Kỷ Mão và ngày Kỷ Sửu. Tháng 5 là ngày Mậu Thìn và Mậu Ngọ. Tháng 6 là ngày Quý Mùi và Quý Tỵ. Tháng 7 là ngày Bính Dần và Bính Thân. Tháng 8 là ngày Đinh Mão và Đinh Tỵ. Tháng 9 là ngày Mậu Thìn và ngày Mậu Tý. Tháng 10 là ngày Canh Tuất và ngày Canh Tý. Tháng 11 là ngày Tân Mùi và ngày Tân Dậu và tháng 12 là ngày Ất Dậu và ngày Ất Mùi. Đó. Đó là 24 những cái ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ khi chúng ta muốn tiến hành công việc xây nhà. Đó. Thì để xây dựng một căn nhà được tốt lành, được may mắn thì chúng ta dựa vào các cát tinh sau. Đầu tiên, cát tinh đầu tiên chúng ta có là gì? Là cát tinh Thiên Nguyện. Đấy. Thì Thiên Nguyện là một trong các cát tinh tốt để chúng ta tiến hành công việc xây nhà. Thì Thiên Nguyện tính như sau này. Tháng Giêng là ngày Ất Hợi, tháng 2 là ngày Canh Tuất, tháng 3 là ngày Ất Dậu, tháng 4 là ngày Bính Thân, tháng 5 là ngày Đinh Mùi, tháng 6 là ngày Mậu Ngọ, tháng 7 là ngày Kỷ Tỵ, tháng 8 là ngày Canh Thìn, tháng 9 là ngày Tân Mão, tháng 10 là ngày Nhâm Dần, tháng 11 là ngày Quý Sửu, tháng 12 là ngày Giáp Tý. Tiếp theo, ngày tốt tiếp theo chúng ta chọn. Ngày tốt tiếp theo ta chọn đó là ngày Thiên Đức, là ngày thứ hai, là ngày Thiên Đức. Ngày Thiên Đức ấy thì tháng Giêng là ngày Đinh, tháng 2 là Thân, tháng 3 là Nhâm, tháng 4 là Tân, tháng 5 là Càn, tháng 6 là Giáp, tháng 7 là Quý, tháng 8 là Cấn, tháng 9 là Bính, tháng 10 là Ất, tháng 11 là Khôn và tháng 12 là Canh. Đó. Thứ ba là những ngày có Thiên Đức hợp. Thiên Đức hợp thì tháng Giêng là những ngày Nhâm, tháng 2 là Tỵ, tháng 3 là Đinh, tháng 4 là Bính, tháng 5 là Dần, tháng 6 là Kỷ, tháng 7 là ngày Mậu, tháng 8 là Hợi, tháng 9 là những ngày Tân, tháng 10 là Canh, tháng 11 là Thân và tháng 12 là Ất. Tiếp theo ngày thứ tư chúng ta chọn để chúng ta xây nhà đó là ngày có Nguyệt Đức. Nguyệt Đức tính như sau này. Tháng Giêng là những ngày Bính, tháng 2 là Giáp, tháng 3 là Nhâm, tháng 4 là Canh, tháng 5 là Bính,
tháng 6 là Giáp, tháng 7 là Nhâm, tháng 8 là Canh, tháng 9 là Bính, tháng 10 là Giáp, tháng 11 là Nhâm và tháng 12 là những ngày Canh. Đó. Tiếp theo, ngày tốt thứ tư, thứ năm chúng ta chọn đó là ngày có thiên đức hợp, có người đức hợp. Người đức hợp được tính như sau này: tháng Giêng là những ngày Tân, tháng 2 là Kỷ, tháng 3 là Đinh, tháng 4 là Ất, tháng 5 là Tân, tháng 6 là Kỷ, tháng 7 là Đinh, tháng 8 là Ất, tháng 9 là Tân, tháng 10 là Kỷ, tháng 11 là Đinh và tháng 12 đó là Ất. Ngày thứ 6 chúng ta chọn đó là ngày Thiên Xá. Ngày Thiên Xá tính như sau này: tháng 1, tháng 2, tháng 3 mùa xuân ấy, thì Thiên Xá nó là những ngày Mậu Dần này. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì ngày Thiên Xá nó sẽ là ngày Giáp Ngọ. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 ngày Thiên Xá thì nó là ngày Mậu Thân. Mậu Thân. Tháng 10, 11, 12 những ngày Thiên Xá là ngày Giáp Tý. Đó. Đó là những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là xây dựng nhà cửa, xây nhà mới đấy. Đó. Như vậy là sau công việc động thổ thì chúng ta tiến hành công việc xây nhà, một là chúng ta làm luôn, hai là chúng ta phải chọn những ngày tốt để chúng ta làm cho mọi việc được hay thông thuận lợi. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tham khảo thêm những ngày tốt khác ở trong quyển sách là ngày tốt toàn thư. Đấy. Bằng cách là liên hệ với số hotline là 0989349119 để chọn cho mình những ngày tốt nhất để chúng ta làm việc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.